Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 61. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. Ngài sẽ gia thêm ngày cho vua, các năm người sẽ nên nhiều đời. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi. Ôi, cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật, để các sự ấy gìn giữ người. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi. Chương 22. Hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đương nói với để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng, tôi là người Juda, sinh tại thành Tạc Sơ, trong xứ Silici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thơ gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Và lúc tôi đương đi đường, gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng, lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở Nazareth mà ngươi đường bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa, lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng, hãy chờ dậy, đi đến thành Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa Mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được các người Juda trú tại Đa Mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng, hỡi Sao-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đứng cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giê-xu phán cùng tôi rằng, hãy vội vàng lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Chúng chịu nghe người nói đến đó, xong đến câu ấy thì vùng kêu lên rằng, hãy cất người giường ấy khỏi thế gian, nó chẳng đáng sống đâu. Chúng kêu la,
cởi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phaolô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma, mặc dù người đó chưa thành án hay sao? Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng: ông toan làm chi? Vì người này là quốc dân Roma. Quản cơ đến hỏi Phaolô rằng: hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Roma chăng? Người trả lời rằng: phải. Quản cơ lại nói: ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phaolô nói: còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra. Và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phaolô bị người Giuđa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phaolô ra, bắt đứng trước mặt họ. Chương 31. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Israel, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. Vậy Môi-se truyền cho dân sự rằng: trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an, đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Về mỗi chi phái Israel, các ngươi phải sai 1.000 lính ra trận. Vậy trong dân Israel, người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính, là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. Môi-se sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-li-a-sa thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và giết hết thảy nam đinh. Trong các người bị giết, chúng cũng giết 5 vua Ma-đi-an là Evi, Rekem, Su-rơ, Hu-rơ và Rê-ba, cũng lấy gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. Dân Israel bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, đốt hết những thành, nhà ở và hương thôn chúng nó, cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ và cho hội dân Israel đang đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô. Bây giờ Môi-se, Ê-li-a-sa thầy tế lễ và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. Môi-se nói cùng họ rằng: các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam, nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt phải dọn cho mình được sạch ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo sống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng cây. Ê-li-a-sa thầy tế lễ nói cùng những lính đi trận về mà rằng: này là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: vàng, bạc, đồng, sắt, thiết, chì, tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó. Nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được thì phải ngâm nó trong nước. Ngày thứ 7, các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch. Đoạn mới được vào trại quân. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: ngươi, Ê-li-a-sa, thầy tế lễ và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật,
rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va. Tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Israel, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi 50 mà để riêng ra một và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào hết thảy được 32.000 người. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận là 337.500 con chiên cái, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675 con, 36.000 con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con, 3.500 con lừa đực và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con, 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người. Trong phân nửa này thuộc về dân Israel, Môi-se cứ mỗi 50 thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Những quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đến gần Môi-se mà rằng: những kẻ tôi tới ông đã dựng sổ chiến sĩ là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên. Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiền, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ bèn nhận lãnh vàng và hết thảy đồ trang sức làm công kỷ, hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là 16.750 siếc lơ. Vả mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. Vậy Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ nhận lãnh vàng của quan tướng 1.000 quân và 100 quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Chương 32. Vả con cháu Ru-bên cùng con cháu Gác có bầy súc vật rất nhiều, thấy xứ Gia-ê-se và xứ Ga-la-át là đất tiện hiệp nuôi bầy súc vật, bèn đến thưa cùng Môi-se, Ê-li-a-sa thầy tế lễ và các hội trưởng mà rằng: A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-se, Nim-ra, Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô và Bê-ôn, xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Israel là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có bầy súc vật. Lại tiếp rằng: nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh. Nhưng Môi-se đáp cùng con cháu Gác và con cháu Ru-bên rằng: anh em các ngươi há sẽ đi trận, còn các ngươi ở lại đây sao? Sao các ngươi xui dân Israel trở lòng, không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã cho? Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy, khi ở từ Ca-đê-ba-nê-a, ta sai họ đi do thám xứ. Vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ê-côn, thấy xứ, rồi xui dân Israel trở lòng, không khứng vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng: những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp,
vì các người đó không theo ta cách trung thành, trừ ra Caleb con trai của Giê-phu-nê là người Kenit và Giô-suê con trai của Nun. Hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Israel. Ngài làm cho dân đó đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. Này, các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình là dòng dõi tội nhân, đặng gia thêm sức thạnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng Israel nữa. Vì, nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để dân này ở trong đồng vắng, và các ngươi làm cho dân chết sạch hết vậy. Nhưng các người đó đến gần Môi-se mà rằng: Tại đây, chúng tôi sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành cho con trẻ chúng tôi. Rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân Israel cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ. Còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố vì cớ dân bản xứ. Chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Israel chưa lãnh được sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Israel về bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên này sông Giô-đanh về phía đông. Môi-se đáp cùng các người rằng: Nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến khi nào đuổi quân nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài, và nếu chỉ trở về sau khi xứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Israel, các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất này sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn nếu không làm như vậy, này, các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Vậy hãy cất thành cho con trẻ mình, cùng dựng chuồng cho bầy súc vật và làm điều các ngươi đã nói. Con cháu Gác và con cháu Ruben bèn nói cùng Môi-se rằng: Các tôi tớ ông sẽ làm điều mà Chúa tôi phán dặn. Con trẻ, vợ, bầy chiên và hết thảy súc vật chúng tôi sẽ ở đây trong những thành xứ Ga-la-át. Còn hết thảy tôi tớ ông sẽ cầm binh khí đi ngang qua, sẵn ngừa mà chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va như Chúa tôi đã phán dặn. Vậy Môi-se về phần các người đó truyền lệnh cho Eleasa thầy tế lễ, cho Giô-suê con trai Nun và cho các quan trưởng của những chi phái dân Israel mà rằng: Nếu con cháu Gác và con cháu Ru-bên cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh với các ngươi đặng chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, và nếu xứ phục các ngươi, thì các ngươi phải ban cho họ xứ Ga-la-át làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm binh khí mà đi ngang qua với các ngươi, thì họ sẽ có sản nghiệp giữa các ngươi trong xứ Canaan. Con cháu Gác và con cháu Ruben thưa rằng: Chúng tôi sẽ làm điều chi mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng kẻ tôi tớ ông. Chúng tôi sẽ cầm binh khí đi qua trong xứ Canaan trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ lãnh sản nghiệp mình về phía bên này sông Giô-đanh. Ấy vậy, Môi-se ban cho con cháu Gác, con cháu Ruben và phân nửa chi phái Manasse là con trai của Joseph, nước của Sihôn, vua dân Amorit, và nước của Óc, vua xứ Ba-san, tức là ban xứ với những thành nó và các thành địa hạt ở chung quanh. Con cháu Gác bèn xây cất Dibon, Atarot, Aroe, Akrot, Sophan, Ya-e-se, Yobeha, Bet-Nimra và Bet-Haran là những thành kiên cố, cũng dựng chuồng cho bầy súc vật nữa. Con cháu Ruben xây cất Hetbon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Ba-an-me-on. Tên các thành này bị đổi và Shipma, rồi đặt tên cho các thành nào mình xây cất. Con cháu Maki là con trai Manasse đi vào chiếm xứ Ga-la-át và đuổi người Amorit ở trong đó ra. Vậy Môi-se ban xứ Ga-la-át cho Maki là con trai Manasse và người ở tại đó. Jair-rơ là con trai Manasse đi chiếm các thôn dân Amorit, đặt tên là thôn Jair-rơ. Nô-bách đi lấy thành Kê-nát với các thành địa hạt, đặt tên là Nô-bách theo chính danh mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa
hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.